Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay thì có mấy xe đã hoàn thiện cái khâu mà kiểm tra chất lượng với làm đẹp bên ngoài rồi anh chị. Thì bước tiếp theo là sẽ làm đẹp theo cái công nghệ Maruguri độc quyền của Toyota Tân Cảng, và cuối cùng là chào bán. Thì đang có 1, 2, 3, 4 chiếc xe, 4 chiếc xe. Thì hôm nay Thắng cũng đi sơ lược mỗi chiếc để cho anh chị nào chúng ta đang có nhu cầu á, đang quan tâm những dòng này thì có thể liên hệ với Thắng để mà lên coi xe thực tế và lái thử nha. Thì bốn xe này là Innova số sàn, Innova số tự động và chiếc Fortuner anh chị. Rồi đầu tiên mình đi chiếc đầu tiên nè anh chị. Chiếc này là Fortuner 2012 nha. Phiên bản máy xăng số tự động một cầu. Xe đi được 112.000 cây rồi anh chị, và giá chào bán là 452 triệu. Xe màu xám lông chuột nha, biển là biển Bình Dương. Anh chị nào mà khác tỉnh á, thì bên Thắng sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho mình. Xe thì đúng cây số và bên Thắng thì không có tua đồng hồ nha. Xe có sao để vậy để cho anh chị chúng ta dễ cân đối và lựa chọn. Đối với những cái xe nào mà đi nhiều á anh chị, đi nhiều thì bên Thắng sẽ bán giá rẻ, mua rẻ bán rẻ một xíu. Thì nó trên là so với những cái xe đi ít đâu đó khoảng 10 đến 20 triệu à, không có nhiều. Tại vì đối với những cái xe của Toyota anh chị nó bền lắm. Cây số thì nó cũng không có quan trọng lắm. Và quan trọng là cái xe đã được kiểm tra nè, rồi phát hiện ra những cái hư hao á, và tiến hành thay thế sửa chữa để anh chị mua về dùng thì chúng ta đi yên tâm. Xe này lớp thay mới nè anh chị, lớp thay mới màu xám lông chuột. Hôm trước về thì có một số vết chày xước á, thì bên Thắng tiến hành sơn bách bóng lại nè, cho nên hôm nay nó bóng bẩy như vậy. Còn cái khâu làm đẹp về động cơ rồi nội thất khung gầm nữa là xong. Vì sao mặt ca lăng cũ của nó nè, nó bị ten á, cho nên mình Thắng thay cái mặt ca lăng mới. Đây chân nỉ zin, cái da zin luôn á anh chị, chạy sàn có đủ. Dòng này thì máy là 2.7 á, số tự động mới 2.7, thì anh chị nào đi gia đình thì chúng ta lựa chọn, còn mà chạy kinh doanh dịch vụ thì nó không hợp lý lắm. Tại vì về mức tiêu hao nhiên liệu á anh chị, trung bình trăm cây nó tới 13 đến 15 lít trăm cây lận, 13 15 lít, cho nên chị mua về chỉ đi gia đình thôi nha. Lâu lâu chúng ta đi du lịch đâu á, đi nó sẽ rất là sướng luôn, cách âm tốt, đầm chắc và sướng, nhưng mà đánh đổi lại thì nó tiêu hao nhiên liệu. Còn chúng ta chạy dịch vụ thì chúng ta phải tính toán nhiều thứ lắm chị, về mức tiêu hao nhiên liệu rồi về chi phí bảo dưỡng sửa chữa nữa để mà có lợi nhuận. Còn đi gia đình thì nếu mà thực sự đi gia đình lấy mấy chiếc này nó êm lắm chị, giá thành nó cũng rẻ nữa. Hồi xưa lúc xe này mua mới á, là đâu khoảng tỷ 1 tỷ 2 lần á, tỷ 1 tỷ 2, bây giờ thì có 2012 đến nay cũng hơn 10 năm, giá có 452 triệu à. Số tự động 6 cấp. Không, 4 cấp anh chị, 4 cấp, mẫu mới là 6 cấp. Những cái phần nhựa này mới. Cái này là zin từ lúc mới mua đó anh chị. Thay cái đầu bi nghe nè, nghe nhạc hay. Cam hành trình thì chưa có, nhưng mà anh chị nào thích xe này, lên coi xe thì có những phụ kiện nhỏ nhỏ thì mình Thắng có thể tặng thêm cho anh chị nha. Đăng kiểm đường bộ nè, tháng 1 2024. Xe dán cái phim nè. Xe này giờ chỉ cần trang bị thêm cái cam hành trình nó đủ rồi anh chị. Cam ve thì có rồi. Trang bị thêm cái camera hành trình nữa. Ghế da zin nha, ghế da zin. Có mấy miếng thì nó hơi sừ lại thì mình Thắng sẽ thay lại cái miếng mới cho anh chị. Giữ được cái bộ zin của cái ghế này. Điều hòa tự động. Vô lăng phím chữ nè. Mới. Rồi chiếc đầu tiên nha, Fortuner 2012. Máy xăng số tự động một cầu, đi được 112.000 cây, giá là 452 triệu. Rồi chiếc thứ hai. Chiếc này thì chưa có làm gì hết, nhưng mà thôi Thắng quay luôn cho anh chị coi nè. Chiếc này là Innova số tự động 2018 anh chị. Số tự động 2018. Xe đi được 92.000 cây nha, 92.000 cây, và màu đồng bánh kim biển Đồng Nai. Chiếc này thì chào bán mức giá là 602 triệu. Đó anh chị thấy, đối với những cái xe này mà đi cây số khoảng 450.000 cây á, 2018 mà đi 450.000 cây á, thì giá nó khoảng 623 lận, nhưng chiếc này là đi tới 92.000 cây rồi. Cho nên là bên Thắng bán chỉ có 602 triệu thôi. Thì tùy vào cái số km, cái chất xe mà mình quyết định cái giá bán anh chị. Để anh chị dễ cân đối nha. Đèn nè. Xe này có thay kính lái nè anh chị, tại vì hôm trước nó bị mẻ miếng, bên Thắng về cũng thay luôn nè. Đó, xe tại hãng thì những cái nào mà phát hiện hư hao á, hư hỏng sửa cần phải thay thế thì bên Thắng cũng tiến hành thay thế nha anh chị. Kính Toyota nè. Đó. Cho anh chị thấy luôn.
chứ không phải là nó bị đụng đâu, nó bể kính mình thay đâu anh chị. Tại vì nó nhiều khi nó bị mẻ xíu chỗ này thôi nè. Đó, mẻ xíu thôi là có nguy cơ là nó bị rạn nứt á, thì mình tiến hành thay thế cho anh chị. Rồi lớp thì được thay mới rồi nè. Đó, xe đắt lớp 2021 nè anh chị. 28 á, màu đồng kim, số tự động. Có mấy cái dáng cửa về bên Thắng cũng cho tháo bỏ luôn để mà mình vệ sinh, rồi lỡ có chạy xước thì mình sơn lại luôn á anh chị. Để mới công bán cho anh chị xong rồi về nữa anh chị tháo bỏ ra, rồi phát hiện ra là nó bị chạy xước rồi lại tốn chi phí người ta sơn sửa nó. Cho nên là bên Thắng tiến hành tháo bỏ ra trước luôn, tháo bỏ kiểm tra luôn. Còn anh chị mà thích cái bộ chén cửa này quá thì bên Thắng tặng cho anh chị bộ chén cửa mới nè. Tặng chén cửa mới, tặng viền cho mưa mới luôn. Xe biển 60 Đồng Nai. Nè, bộ chắn cửa nó nè anh chị. Trần nỉ zin nha, xe này không có bọc trần. Ghế thì được bọc lại bù ghế da nè, có chảy sàn simili. Xe này thì mới về chưa làm gì hết. Đây, ghế da nè anh chị, màu cam. Trần nè. Anh chị nào yêu thích Innova mà muốn lái số tự động cho nó khỏe cái chân á thì lựa chọn chiếc này, giá có 602, 2018. Bảy tiền tay. Số là số 6 cấp nha anh chị. Có cân bằng điện tử nè. Điều hòa tự động nè. Đầu DVD được chủ thay mới cái đầu DVD này. Xe này cũng thiếu cam hành trình luôn. Đó, chắc anh chị lên coi xe Thắng xin thêm, tặng thêm cho anh chị cái cam hành trình. Tại bây giờ cam hành trình nó cũng là một cái cần thiết đó anh chị. Mình đi đường mình cần phải ghi hình lại á. Để mình kiểm tra. Đây, cưới mé này anh chị, 93.248 cây. Nãy Thắng nói nhầm 92.000 cây nha. 93.000 mấy trăm cây à. Lần phím chữ. Nội thất thì cũng còn tương đối, nói mới thì nó cũng không phải mới anh chị, nó cũng tương đối thôi, đi được chín mấy ngàn cây mà. Nhưng mà Innova thì đơn giản, hiệu quả, độ bền cao. Đây, tem sản xuất 2018 nè. 602 triệu nha, 2018 số tự động, màu đồng bánh kim. Đó, anh chị cần biết thêm chi tiết về mẫu xe này thì cứ lên coi ngay cái thời điểm này anh chị, để chúng ta biết được cái chất xe thực tế nha. Tại vì bên Thắng chưa có dọn gì hết á, anh chị lên sẽ thấy được nó chạy xước chỗ nào đó, nó xấu chỗ nào đó, chúng ta nắm rõ luôn. Rồi muốn cần làm dọn cho cái gì đó chỗ nào đó thì cứ nói, bên Thắng sẽ hỗ trợ anh chị. Xe cũ thì chúng ta nên mua những lúc như thế này rất là hay luôn anh chị. Tại vì bên Thắng là cho khách hàng tự do thoải mái coi những lúc mà cái xe nó mới về nha. Không giấu giếm gì hết. Rồi tiếp tục. Tiếp tục chiếc này là Innova số sàn 2019 anh chị. Xe này đi được 112.000 cây nha. Đó, chắc xe 112.000 cây. Sau khi đã được kiểm tra và làm đẹp xong thì nhìn mới tinh luôn. Rất là đẹp, liền lạc anh chị. Xe này là được thay lớp mới nè. Lớp Michelin. Và giá thành cũng rẻ lắm anh chị. Ở chiếc 2019 mà chạy được năm mấy ngàn cây, bên Thắng đang bán là 575 triệu. Còn chiếc này đi được 110 mấy ngàn cây rồi, bên Thắng bán ra mức giá là 560 triệu thôi. Đó thì tùy vào km. Bên Thắng thì cam kết với anh chị là không có tua ủng hộ, cho nên là tùy vào km mà quyết định cái giá xe thôi. Xe màu đồng bánh kim, biển thành phố luôn. Có mấy cái chắn bùng nè, tháo ra nè. Chứ nó cũng bể rồi anh chị. Bể tháo ra. Bên trên một trần 5D nè. Ghế da, chạy sàn. Thường xe là chảy sàn CBL là có đủ anh chị. Con mắt cam ve nữa nè. Xe này có trang bị thêm cái cam 360 nữa thì phải. Để Thắng xem. Đây, con mắt cam 360 nè. Xe này có cam 360 anh chị ạ. Đường viền chân kính đâu, chủ xe cũng trao chuốt cái xe này lắm á. Nè, đường viền chân kính nó chạy xuyên suốt những xe mình có điểm nhấn nó đẹp hơn. Đây. 2019. Bật lên xuống inox, chạy sàn simili, ghế da, cần số nè, Innova số sàn đó, có trang bị cái đầu Android nha, đầu Android cam hành trình phía trên nè, rồi có luôn cái cam 360 luôn á anh chị. Tổng phụ kiện cái xe này tính riêng cái đầu Android đó thôi, với cái cam 360 thôi thì nó cũng khoảng mười mấy triệu rồi anh chị. Thì mình Thắng giữ lại cho anh chị dùng luôn. Đây, km nè anh chị. Nè, tắt đây để Thắng mở cho anh chị coi. Xe này như có đời startup luôn anh chị. Nè, có đời startup luôn rồi.
Để thằng nậu má cho anh chị coi nha. Đó. Đây. 113.193 cây. Đó, đầu Android nó hiện xe nè anh chị. Cam 360 nè ha. Thấy được hết trước sau rồi xung quanh xe mình, lái xe an toàn. Rất là mượt luôn, hình ảnh sống động luôn anh chị. Như một cái máy tính bảng luôn. Có đề startup luôn luôn, đầy đủ hết trơn nè. Chủ trước người ta trang bị đầy đủ hết trơn. Xe full phụ kiện. Giá cũng tương đối rẻ anh chị, có 560. Innova số sàn 2019, đi được 113.000 cây nha, giá 560 triệu anh chị. Rồi cái bên có một chiếc dành cho anh chị nào thích xe cây số ít, ít hơn chiếc xe đó mà giá thành nó nhỉnh hơn nha. Chiếc này là Innova số sàn 2019 luôn. 2019 luôn, xe màu bạc, đi được 65.000 cây à, 65.000 cây, biển ở Bến Tre. À, xe này thì giá chào bán là 568 triệu anh chị, mắc hơn chiếc xe bên kia 6 triệu. Đó, thì anh chị nào thích cái xe mà cây số ít thì lấy xe này. À, lớp liếc còn khá là dày nè. Màu bạc. Bên trong xe. Đó, xe này thì phụ kiện tương đối nó nghèo nàn á anh chị. Nó không có gì hết trơn á. Ghế nỉ nè. Rồi chằn nỉ nè. Rồi đầu CD nó không có gì hết trơn. Chiếc kia thì full phụ kiện. Đó thì xe cũ thì mỗi xe nó có một cái chất riêng anh chị. À, đâu có xe nào giống xe nào đâu. Nếu như xe này thì chủ người ta không có muốn trang bị phụ kiện. Thì để nguyên bản vậy luôn. Thì đó. Thì bên thắng mua về thì cũng bán theo hiện trạng xe thôi. Còn như mà trang bị thêm thì có thể xe này sẽ tặng thêm cho anh chị cái bộ ghế da nè. À, rồi thêm cái đầu DVD, rồi cam ve nữa. Rồi cam hành trình nữa. Đó là những cái mà công ty có thể hỗ trợ được cho anh chị. Xe đi được 63.000 cây nha. Có cân bằng điện tử. À, những cái xe nào mà đời từ 27 trở lên anh chị thì bên thắng có hỗ trợ trả góp nha. Đó, thì ngân hàng cho vay 70%, anh chị trả trước là 30%. Còn về thủ tục hồ sơ thì mỗi một khách hàng khác nhau à, cho nên là anh chị chắc phải gọi cho Thắng thì Thắng mới tư vấn cho anh chị cụ thể hơn. Xe này thì hôm trước về kiểm tra 17601 á thì nó phát hiện ra là hai cây phuộc nó bị xì á anh chị. Cho nên bên Thắng tiến hành thay mới cho anh chị luôn rồi nè. Đó, còn giữ nguyên lại để khi mà khách hàng lên mua xe sẽ biết được rõ xe mình hồi xưa vô hãng kiểm tra thì phát hiện ra hư hao cái gì và thay thế cái gì. Đó, rất rõ ràng luôn. Đó là cái giá trị khi mà anh chị mua xe tại hãng nha. Có kiểm tra 17601 thì chúng ta mới biết được những cái hư hao. Đó. Còn như là đâm đụng tai nạn ngập nước thì những cái đó là cam kết rồi. Cho nên chúng ta cũng nhiều khi cũng không có quan tâm quá anh chị. Vô hãng mua xe thì cũng không quan tâm quá về vấn đề đâm đụng tai nạn đâu. Đây, đăng kiểm đường bộ tháng 8/2023. Rồi sơ lược một vài chiếc xe để cho anh chị tham khảo nha. Fortuner 212 nè. Rồi Innova số tự động 2018. Rồi hai chiếc xe Innova 2019 số sàn. Đó thì anh chị quan tâm dòng nào thì cứ liên hệ với Thắng và Thắng sẽ tư vấn cụ thể hơn về từng chiếc xe nha. Rồi rất cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nha.